Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em nha. Đây là iPhone 7 Plus. Video chia sẻ hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách bypass tài khoản iCloud theo cách mới. Thì đây thì máy đã hỏi tài khoản iCloud nè. Đó. Thì lúc trước em có những cái video hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách bypass á. Thì bây giờ em làm một cái video khác cập nhật cách mới ha. Cách này thì mình sẽ change ID number. Rồi bây giờ em test cho anh chị thấy. Mình bấm lên cái chữ Y này. Thì anh chị sẽ để ý cái mục là cái mã series number này ha. Một tí mình sẽ đổi cái series number này để mình có thể bypass. Cách mới bây giờ mình phải sử dụng cái cách này. Mình đổi nó ha. Rồi bây giờ em sẽ kết nối cái sợi cáp với cái máy tính và em sẽ check cho anh chị thấy. Rồi bây giờ em sẽ mở cái Power Tool lên. Rồi đây là cái Power Tool ha. Thì Power Tool là iPhone 7 Plus iOS 15.8.3. Cái mục series number nhớ ha. Máy này bấm active nè. Thì em sẽ bấm cho anh chị để xem nó có hỏi hay không ha. Nó báo là bị lỗi nè. Rồi bấm OK. Thì máy này dính iCloud. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách bypass đó. Đầu tiên thì mình sẽ tải giúp em một cái công cụ để hỗ trợ bypass, đó là cái này. Không cần phải direct bằng một phần mềm khác nữa ha. Thì đây mình sẽ giải nén nó ra. Ở đây em sẽ giải nén nó ra. Rồi. Đó, thì trước khi giải nén thì mình nên tắt cái phần mềm diệt virus đi. Tắt nó đi. Tốt nhất thì thêm nó vào cái thư mục loại trừ luôn. Để cho nó OK ha. Rồi sau đó mình hãy giải nén nó lại. Tại vì đây em đã tắt trước rồi. Giải nén nó lại thì nó sẽ ra giống như vậy ha. Đây. Rồi bây giờ em sẽ mở cái phần mềm này lên. Thì anh chị sẽ thấy mình đợi nó hiện lên cái bảng thì nó báo rồi. Đó. Cái cách mà bypass mới bây giờ là cách sử dụng mà tắt nguồn khởi động lại, phải bypass lại á. Cái này em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách khác ha. Thì mình tắt cái này. Đợi nó kết nối với máy chủ. Nó kết nối lâu quá thì mình sẽ rút cáp nó cắm lại ha. Rồi đó. Tiếp theo thì mình nên đăng ký cái này. Ở đây em đã đăng ký rồi. Thì mình bấm copy đây để mình đăng ký nè. Mình mở cái trang này lên. Mình pass vào đây. Sau đó mình bấm đăng ký. Đó. Nó báo đăng ký xong. Vậy thì được ha. Nó báo đăng ký xong. Rồi thường là lúc trước thì mình vào đây mình sẽ bấm get cái sticker nè. Thì bây giờ em thử cho anh chị ha. Bây giờ em get thì nó báo lỗi nè. Đó, OK, anh chị thấy ha. Rồi sử dụng cách change cái series number. OK, bây giờ mình sẽ thực hiện cách đó. Cancel option change series number star. Next. Đợi máy nó đưa vào chế độ Recovery. Sau đó mình sẽ cho máy đưa vào chế độ DFU để mình change series number ha. Còn máy này đưa vào nó hơi lâu, mình đợi một tí. Đó, bây giờ nó tắt màn hình rồi nè. Bây giờ nó sẽ hiện lên. OK, thì đối với dòng iPhone 6s, 6s Plus thì mình sẽ giữ là nguồn home. Còn nếu mà iPhone 7 tới iPhone X thì mình sẽ nhấn giữ là nguồn giảm ha. Bây giờ mình sẽ bấm Start. Nguồn giảm ha. Rồi, khi mà nó chạy hết, thả cái nguồn ra. Dẫn dụ phim giảm. Giữ đến khi nào mà cái dòng số 2 nó chạy xong thì thả ra luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm Push Device. Rồi đợi một tí, nếu này nó bị lỗi thì mình sẽ rút cáp ra cắm lại, còn nếu nó chạy qua luôn thì mình để cho nó chạy tiếp ha. Rồi ở đây thì mình sẽ bấm là install. Đó, ok. Rồi tiếp theo bấm next. Thì ở đây nó chưa có hiện cái mục cổng cơm thì mình sẽ bấm refresh. Ok, cơm 7. Rồi. Thì lúc trước cái mã thì anh chị lưu lại ha, còn cái mã này nó sinh ra cái mã mới thì mình sẽ lưu lại hai cái mã luôn, sau đó mình bấm change. Yes. Đó, nó báo xong nè. Ok, thì cái điện thoại của mình nó sẽ khởi động lại ha. Bây giờ mình sẽ bấm done. Rồi đợi nó khởi động lên rồi mình sẽ khởi động lên là nó vẫn đây, mình sẽ tắt cái này nè, mở lên lại. Đó, mình thấy cái mục cái số này nó bị thay đổi rồi ha. Nè, nó thay thành cái mã mới này, không có giống như mã lúc nãy nữa. Rồi ok. Bây giờ thì nó chưa có, vẫn chưa có mở khóa được ha. Bây giờ mình phải thực hiện thêm cái bước bypass nữa. Này là mình chỉ đổi nó thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đợi nè. Rồi cứ nó báo lỗi gì thì kệ đó. Đó, nó kệ nó đi ha. Bây giờ mình sẽ qua cái trên máy tính, mình sẽ chọn là option, mình sẽ chọn cái mục này, mình bấm start, sau đó mình chọn get file. Đó. Ok, ở đây nó có cái file rồi, cái đường dẫn của nó ha, anh chị có thể lưu cái file này lại và sử dụng sau. Thì nó báo là get thành công rồi, bấm ok, bấm done. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ qua cái mục option, sau đó mình sẽ chọn lên cái mục hello bypass remedies nha. Này, bấm back lại, bấm start, bấm next, và tiếp tục là nó sẽ đưa con điện thoại của mình vào trong chế độ recovery mode. Mình sẽ đợi một tí nha. Bước này là bước direct, sau đó nó sẽ tải RAM disk. Tiếp theo rồi mình sẽ bypass nó luôn. Đợi một tí. Vẫn như cũ ha, con này là 7 plus nên là vẫn là nguồn giảm. Rồi bấm start, nguồn giảm nha. Rồi thả nguồn, vẫn dư giảm nha. Rồi chạy xong thả luôn giảm, sau đó mình đây mình chọn cái phiên bản 15.x, chọn push device. Đây. Bây giờ cứ đợi nó chạy nha. Ok. Rồi nó báo xong rồi, bấm ok, tiếp theo bấm next. Rồi mình sẽ chọn lên bypass iCloud nha. Rồi bây giờ mình đợi nè. Rồi nó hỏi là có block OTA hay không, bấm yes luôn, là chặn cập nhật á. Rồi bây giờ đợi thôi. Rồi, nó báo thành công rồi ha. Bây giờ con điện thoại mình nó khởi động lại. Rồi, ok. Thì các bạn thấy nó vào bên trong luôn. Đó. Đây ha. Rồi, cái mục này lúc nãy nó đổi nè, serial number đổi luôn nè. Rồi. Bây giờ thử lock vào trong cái tài khoản này thử mình tải được ứng dụng hay không ha. Log vào Apple ID thì mình nghĩ là bình thường thôi, không vấn đề gì hết. Rồi gõ cái từ khóa YouTube nè. Rồi tải về, đợi nó tải về thôi ha. Rồi thử iCloud xem có được hay không ha. Continue nè. Nè, tải ha. iCloud thì chưa. Đó. iCloud up. Không biết được. Thôi mình giờ mình sẽ thử tắt nguồn khởi động nó lại thử xem nó có bị mất hay không ha. Bây giờ mà tắt nguồn nè. Rồi khởi động lại ha. Ok, nó không bị mất ha, không bị hỏi lại. Đó, ok. Rồi video của mình đến đây là tạm dừng ha. Thì nếu anh chị và các bạn thấy video này hay, hữu ích, hãy like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube với mình. Link thì mình sẽ cung cấp dưới phần mô tả ha. Cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.